Chào các bạn. Các bạn còn nhớ cái cây mà hôm trước mà mình quay không? Mình quay lén từ ngoài đường á. Thì bây giờ nó đang nằm ở trong này. Yeah. Đại mỹ nhân. Ghê không? Cái người sở hữu cây này tên là Nguyễn Trung Nhân. Đại mỹ nhân là tên cái cây hoa sứ các bạn. Cây này hôm trước mình đắp ở ngoài cửa mình quay á. Bây giờ nó đã vô đây đứng. Phải không ta? Hôm trước là mình chính vì mình thấy cái cây này nè. Xong rồi cái đầu mình tới mình xin. Mình xin cái bo của ảnh á. Tại mình thấy nó đẹp quá mình về mình ghép. Thì ông không chua. Xong mình mới vô tình mình đi ra đường Cộng Hòa thì mình thấy người ta bán một cây ghép đại mỹ nhân. Rồi. Gặp cố nhân rồi, mua về luôn. Nhìn ghê chết luôn. Về mình phải đi tìm mua một cái cây sứ ngoài. Ở dưới quê người ta thường người ta trồng sứ năm cánh nhiều lắm. Chắc mình mua giờ mình sẽ ghép theo kiểu này. Ước mơ thôi. Bạn có thể làm mà. Đúng không? Đấy, anh này cũng có nhiều cây lắm nè. Nguyễn Trung Nhân nè. Đây. Nè, Nguyễn Trung Nhân nè. Cây này là liễu đào các bạn. Đây. Liễu đào. Nhìn hoa đã ha. Đã ghê luôn. Mình ghi lại có gì mình sau này mình sưu tầm các bạn. Đây. Ruby nè. Ôi. Biết gì hôm trước mình mua cây ruby này được rồi. Nè, ruby. Hoa đó nè. Hôm trước mình thấy cây này, mình nghi cây này là ruby rồi. Mình tính mua cây này nè. Nhưng hôm trước đã chọn 3 cây rồi. 3 cây đã hết 450 rồi. Chọn nó không có tiền mua luôn á. Đây là trái sứ. Ở nhà mình được có. Ôi cây này hay ha. Ôi trời họ ghép về mà dính đầu trái luôn rồi mới ghê. Ghê. Sau khi đi cái này về là các bạn chỉ là đem mấy cái cây của mình chụm củi hết luôn. Đây là cái cây người ta làm nè. Trời ơi nhìn cây người ta làm mà về cái cây của mình nhìn thấy gớm chị á. Hồi sáng cũng ra thấy nó rồi. Nhìn thấy muốn liện luôn. Xấu hổ quá. Thôi kệ con nào cũng là con mà. Con mình để ra phải thương nó chứ sao vậy. Đúng không?